Sản xuất cà phê ở Tây Nguyên đang chịu những tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu. Quy trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đã và đang giúp tăng hiệu quả canh tác, tăng thu nhập cho người trồng cà phê bằng cách làm ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình canh tác thông minh với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.